Thế nào, cô thích hoa lan lắm hả? Đẹp quá. Lần trước ta ở cửa tiệm nhìn thấy hoa lan rồi chợt nghĩ ra cái kế biểu kim đồng giả chết nâng giá tranh vẽ lên mới có tiền chuộc cô về. Cẩn thận nha, mắc tiền lắm đó. Không có mắc đâu, bây giờ rẻ tiền lắm rồi. Làm gì có, lần trước mắc tiền lắm mà. Bây giờ một lạng bạc thì mua được rồi. Đâu có thể nào, lần trước rẻ nhất cũng phải bán ra 10 lượng bạc đó mà. Ngươi còn nói nếu như hoa lan bị tuyệt giống, giá có thể lên gấp trăm lần. Công tử à, hôm nay đã khác xưa. Hai người hãy ra coi coi. Hay sao ngày hoa lan ta kiếm được tiền, đám dân đó đã dành nhau để trồng, báo hại bây giờ khắp phố đều có rồi. Khiến bây giờ giá làm sao mà không xuống chứ hả? Nhưng mà cho dù bọn họ có muốn theo đà trồng hoa lan bán kiếm lời đi nữa, cũng đâu có thể trồng mau như vậy. Vì công tử này nói đúng đó, họ sẽ trồng không kịp. Nhưng mà họ nghĩ ra cách trồng hoa giả mạo, làm xáo trộn thị thính, đám khách không có phân rõ, đã bị lường gạt. Kết quả là ở chợ bị họ làm sụt giá. Xáo trộn thị thính, xáo trộn thị thính. Kim Long huynh được cứu rồi. Huynh đại ca, huynh đại ca, huynh đại ca. Đêm khuya rồi chuyện gì mà kêu réo? Vừa rồi ta phát hiện giá của hoa lan đã bị xuống dốc. Ta đâu có trồng hoa. Nghe ta nói đã, ta phát hiện thứ hàng này nếu như có quá nhiều thì giá nhất định sẽ hạ xuống. Ngươi nói gì? Nếu bây giờ Ma Tâm Quý nhìn thấy Kim Long Quỳnh thì nhất định được phanh thầy của hắn. Tại sao? Tại vì Ma Tâm Quý đã trả giá cao mua tranh vẽ của Kim Long. Nếu như Kim Long chưa chết thì giá tranh vẽ sẽ xuống ngay. Không sai, nếu như mình có cách khiến cho giá tranh vẽ của Kim Long Quỳnh bị sụt xuống, hắn có thể tái xuất giang hồ. Ngươi có cách gì? Tranh vẽ của Kim Long Quỳnh trở thành mục tiêu bị giành giật là bởi vì số lượng tranh vẽ ở thị trường không nhiều, bán ra ngoài không đầy 10 bức. Nếu như khắp phố đều là tác phẩm của Kim Long Quỳnh thì giá sẽ bị xuống. Có nè. Ta cần thạch thanh với Chu Sa. Ừ, ta đi đổi lại. Thì ra mô phỏng tác phẩm của Kim Long Quỳnh thì không phải dễ dàng. Không cần giống như đúc đâu, đại khái được rồi. Ấy thì không ngờ ngươi tự cho là thanh cao, có chí khí, mà ngày hôm nay là chịu vẽ tranh giả. Giúp đỡ người ta đó mà. Đã khuyên vậy hai người còn ở đây làm gì? Hả? Dấu ấn này của ta mà. Là của ta đó. Các người làm gì đi? Các người giả mạo tranh vẽ của ta hả? Chúng tôi định giúp cho người mà thôi. Giả mạo ta mà giúp ta? Không sai. Vì ở trên thị trường tranh của người quá ít đi, cho nên chúng tôi phải mô phỏng nhiều tranh vẽ của người đưa ra thị trường để bán, mục đích là giảm bớt giá tranh vẽ của người. Khi tranh vẽ của người không đáng giá là người hết giá trị, người ta sẽ bỏ mặc sống chết của người. Vậy là người có thể hiên ngang ngẩng đầu trở ra làm lại con người. Vậy là ta có thể sống lại hả? Không phải đâu. Nếu mà giống như các người nói vậy thì tranh vẽ của ta đã bị các người làm sụt giá hết rồi. Như vậy đời sống nghệ thuật mà ta kinh doanh cả đời sẽ bị mất sạch hết đó. Như vậy ngươi muốn giữ lại cuộc sống nghệ thuật hư vô của ngươi, hay là muốn giữ lại tánh mạng thật sự của ngươi? Phải. Nhưng mà các người vẽ một bức tranh như đã cấm ta một nhát vậy. Kim Long Quỳnh à, đây là phương pháp duy nhất mà chúng tôi nghĩ ra được để mà giúp cho ngươi. Mai này mới tính sao đi. Ngươi muốn chết hả? Có biết ta đang làm thịt con cừu không? Dạ biết, chỉ lo con cừu non bỏ chạy thôi. Muốn chết à? Người ta nói người cũng nói. Muốn nói cái gì? Không phải đâu, tôi thấy tranh vẽ của Kim Long có bán đầy phố đó. Người nói gì? Nói rõ chút. Bây giờ không có biết tại sao nữa, có người đã để tranh vẽ của Kim Long khắp ở đường lớn hẻm nhỏ của thành Dương Châu. Bây giờ bà con lấy tranh vẽ đó đem đi bán đó. Sao kỳ vậy? Sao lại có tranh vẽ của Kim Long khắp nơi? Tam gia, bây giờ không nên hỏi tại sao, mà nên phải xử sao nè. Chết đi. Vậy bây giờ làm sao đi? Cầm lấy. Lão gia đưa tiền cho ta làm gì? Đương nhiên là mua hết tranh vẽ của Kim Long. Nếu như không, tranh trong nhà làm sao bán? Hả? Có bao nhiêu mua hết? Đi đi. Dạ, nè, ta giúp tay đi. Ây à, tiêu rồi. Ây à, làm sao đây? Ê ông chủ à, ông chủ Thái, suy nghĩ sao rồi? Ờ, tạm gia, tôi nghĩ lại rồi à, tạm thời khoan mua nha. Ồ, ngươi định ra ngoài chợ để mua tranh đó hả? Những chuyện xảy ra chỗ này không qua mắt được ta đâu. À, tạm gia, ta không phải là không muốn mua tranh vẽ của người. Tranh vẽ của người quả thật là hơi mắc đó. Chê mắc à? Đồ rẻ không tốt.
Tam gia, người muốn nói là tranh vẽ bán ở ngoài đó có vấn đề hả? Theo ta nghĩ, những tranh vẽ bên ngoài nhất định là tranh giả thôi. Nếu như không, sao khắp nơi lại có tranh vẽ của Kim Long? Họ muốn chơi ma tam quý này mà muốn chơi chết ta. Ta không dễ chết đâu. Theo giám sát 30 năm về tranh vẽ của ta, ý của bức tranh vẽ này rất đơn giản nhưng sống động, hoạt bát. Quá thật là tác phẩm của Kim Long. Thật là may quá. Từ đầu tới chân á, không ngờ mở cửa là lượm được của rơi liền. Lần này có bộ bán ra tiền rồi à. Nè ông chủ Mã, bức tranh của ta là sao hả? Phải. Bức tranh này xét về bút pháp thì quá thật là của Kim Long. Nhưng mà thần sắc thì lại có vẻ khác, hơi thực tế hơn đó. Nói vậy là không phải thiệt hả? Bức tranh này sao? Đúng rồi. Bức tranh này, tranh này nó giống nhưng không. Nó dùng bút thanh nhã tú nhuận, thiệt là bay bướm. So với tác phẩm của Kim Long thanh giản, đơn sơ nhưng mà rất là phần mình. Nói đi. Ba hồi thì ngươi nói phải, ba hồi lại nói không biết thiệt hay giả đi nữa. Theo như ta đó, thì cái này rõ ràng là tranh giả, không có đáng giá đâu. Bán không có ra tiền. Đúng rồi. Vừa rồi ta không nói ba bức tranh này là giả đâu. Phong cách của ba bức tranh này chỉ có khác biệt. Ta nói là tác phẩm sơ kỳ của Kim Long. Ta có thể khẳng định ba bức tranh này đều là của Kim Long. Nhất tỷ, sao rồi? Giá tranh không có xuống lắm. Đâu có thể nào. Ta nghe người ta nói là Mai Tam Quý sai người mua hết tranh vẽ của mình tung ra để nâng giá cao. Không cần khẩn trương, mà Tam Quý nâng giá đã nằm trong dữ liệu của ta. Mình phải làm sao? Tiếp tục đưa một mớ ra ngoài. Nếu hắn mua tiếp? Hắn mua thì mình tiếp tục vẽ. Hắn còn mua nữa thì tiếp tục vẽ nữa. Cô đừng quên, chúng ta đã có đầy đủ giấy bút và một đôi tay. Yên tâm đi, tranh vẽ của Kim Long nhất định bị mình làm đổ đó mà. Lão già, cả con phố này từ đầu phố tới cuối phố, tranh vẽ của Kim Long mình mua hết rồi, yên tâm rồi chứ gì? Không bỏ sót chứ? Dạ không. Ây da, đuôi hay sao vậy? À dạ xin lỗi nha, vừa rồi trước cửa nhà ta lượm được tranh vẽ của Kim Long mới đem tới đây để bán đó thôi. Thiệt là tranh vẽ của Kim Long, sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy hỏi người đó? Tôi cũng đâu có biết. Nè, lão già, không xong rồi. Tiệm tranh vẽ bên kia có nhiều người đem tới tranh vẽ của Kim Long đòi bán đó. Hả? Lão già, vậy làm sao? Ta đã nói rồi, có bao nhiêu tranh vẽ Kim Long mua hết. Đi. Dạ, theo ta, mở lên đi. Thật ra là người nào đã tung tranh vẽ Kim Long ra ngoài vậy? Ta nghe bên ngoài nói là Ma Tam Quý sẽ thu mua hết tất cả tranh vẽ của Kim Long, mong có thể nâng cao giá chợ. Làm vậy chỉ là uổng công phí sức thôi. Hắn mua một bức là mình vẽ ba bức, làm sao nâng giá? Kế hoạch của mình nhất định được thành công. Thiết tỷ, tại sao ngừng tay vậy? Không phải, vừa rồi cứ quạt như vậy đã suốt nửa canh giờ, ta muốn nghỉ một chút. Nghỉ hả? Chúng tôi từ sáng tới giờ vẫn chưa được nghỉ đó. Đừng có như vậy, cho con nghỉ chút đi. Mình cực khổ như vậy là vì cái gì? Vì muốn Kim Long được tái xuất giang hồ. Còn nữa, mình cũng phải vẽ cho mau, mới thứ tư là phải đưa ra ngoài rồi. Thành công rồi, tranh vẽ của Kim Long 10 phân tiền không đáng nữa. Trên đây ca thì là lợi hại. Lão già, ta thâu hết tranh của Kim Long rồi nè. Thâu cái gì mà thâu, coi đằng trước kìa. Kỳ quá vậy, thâu hoài cũng không hết. Tại sao kỳ vậy chứ, thâu hoài không hết. Hết rồi. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.